Đến lời cười nói có okay. Ghê. Bạn đi, bạn đi. Ê sao. Ok, nó chào bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bao Nộp Viên Đốc, cuộc sống tại châu Phi. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục quay trở lại nông trại phía hai bản bên trong này các bạn. Thì cũng như hôm qua là anh em mình cũng vào trong nông trại cũng như thống kê số tiền là thu nhập từ thành quả của nông trại các bạn. Cũng hôm nay là cũng là 24 rồi, là ngày mai là Noel rồi các bạn. Thì hôm nay vào với số quà để gửi tặng đến tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm và cũng như là phần thưởng cuối năm cho tất cả mọi người đấy các bạn. Hôm nay là có vợ chồng em nhận lệ mới sang chơi với thăm anh em các bạn. Nay đi vào trong nông trại là dỗ luôn đi. À đây, cho món quà của nhận lệ đây, đây quà của em đây để gửi tặng mọi người. Tôi nói với anh xem cả gì? Xem. Thì mail is my đấy ao đấy về visit à đây này tên số ông Casamasa công ông sa của Franco đây hôm nay vợ đây là món quà của anh nhận lệ đây, bảo vào nông trại của anh Đông không biết là mua cái gì à, cho mọi người là em mua thùng mì với túi đủ gà là để tí mọi người nấu ăn xong là về. Hôm qua mình nói mọi người là các bạn hôm nay là đến tất cả mọi người 12 bác tổ trưởng tổ nhóm đến để nhận quà về ngày mai ngày Noel, ngày mai 25 Noel để mọi người nghỉ đón Noel cùng với gia đình các bạn. À gọi điệp bối con nhà ghi tu đủ massa cũng phải đang ngủ đúng không ấy con tu có mẹ cả ba vây à con cái thùng này để vào trong anh biết là quá đặc biệt rồi đây. À đây là quà có vịt đấy, vịt gà agi sako de mini quá đà gà này nhà cũng không ba tổ đây. À kìa phụ bà không biết gì các bạn này, đồ ăn này các bạn này, đồ ăn của các bác ăn tối. Còn đây quà của nhận lệ riêng anh cũng mua riêng đây. Tôi đủ giá xe cả 2 4 6 8 10 1 phát theo ông á xe à oan tay bao đủ giá phan à nữa tôi đủ đi nhà đủ ven đề kì xin no là công bi bi nủ giá gà nhà quá kinh nhân tôi đi quá ta là xin cùng miu kinh nhân đủ nói ấy bao đủ quan ra rồi. Để xa operese cái tụi bộ bộ Phim lata cũng ăn được novo. Hả? Đó ơi. Xinh. Xinh. À bảo và hộ tay. Đấy. À kì kì. À vô. À vô. Ok nha các bạn. Đấy. Như hôm qua. Đấy để mọi người. Vino. Vino. Đây. Tam Banduna. Tổ trưởng tổ nhóm các bạn ơi, hôm nay là phát tát sôm á. Hôm nay vắng mặt một bác thì tí mình đã gửi bác lớn tuổi ở đây rồi. Thì tí sẽ cất vào trong trong nhà thì chắc có thể là ngày mai mọi người sẽ đến bác ấy đến nhận sau các bạn. Thì tất cả số tiền bán như hôm qua video hôm qua anh em mình làm cụ thể, mình cũng ghi chép lên sổ cụ thể rồi. Thì tất cả số tiền bán lương thực phẩm mà được hơn 500.000 tiền quan ra thì mình đã trích cho phần lớn là mình mua gạo cũng như để gửi tặng đến các bác tổ trưởng tổ nhóm. Như mình hôm qua mình nói là mình muốn là một năm mọi người có 12 tháng làm việc thì mình muốn là cái tiền bán lương thực phẩm đấy thì các ngày mọi người đến để làm việc thì anh em mình đều hỗ trợ bữa ăn trưa cũng như bữa ăn tối rồi, cũng như tiền lương hàng tháng và tiền gạo hàng tháng rồi. Và như cái tiền này là tiền gọi là phát sinh thu nhập được từ thành quả lao động của mọi người, cũng muốn thưởng cho mọi người, cũng là gọi là tháng lương thứ 13 của mọi người các bạn. Thì mình đã mua gửi tặng mỗi người bao gạo 25 kg và mình cũng muốn cái tháng này
phần thưởng thì nó thường là trội hơn cái tháng lương của mọi người một chút, thì mình muốn là hàng tháng mình gửi tặng mỗi người một bao gạo, mỗi người một bao gạo 25 kg cũng như 10.000 quan gia, thì cái tháng 13 này mình sẽ gửi tặng mỗi người một bao gạo 25 kg và 15.000 quan gia, thêm 5.000 nữa các bạn. Alo bao đinh rồi gì bao nu gót tai gì cho ông đi gen thì ông sa cụ Aaron vin sinh của mình nói ấy mai cắt đã bê sổ ấy kinh gì mình. Đấy. Rất là vui. Ê, bảo đếm ngay. Đếm là 15.000 một, 15.000 một nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ê, Avo. 15.000 một, 15.000 một. Đây, đây bảo ơi. Úi giời, ba máy đếm tiền đấy thôi rồi. Đấy. 15.000 một, 15.000 một các bạn. 15. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 Rất là vui các bạn. Với số tiền này là vừa là tiền thưởng cho mọi người với những lao động vất vả, cũng như vừa là tiền thưởng Noel, thì vừa là tiền thưởng Tết dương lịch của mọi người luôn. Aki tipu finim nata qua nu novo. Đinh à rồi. Một lần nữa. Obrigado, seu pai. Ok. 9 10 1 2 3 4 5 Đợi. À đợi. 15.000 hả? Aki. Thôi nhanh. Ê. Đây. Đây mỗi người 15.000 các bạn. À. Cái này ít đi anh. Ơ tiền bay rồi. 15.000 nhá. Ơ thì rơi một đồng đi. Đấy. 15.000. Đang mà đang cục đi hơn ít đi. Đồng cái công thơ thơ. Đấy. 15.000 này, đây. Thơ vào đấy. Chabanuna chanwa. Đây. Obrigado. Chabanuna. Chabanuna. Đấy. 15.000. 15.000. Ba máy đếm tiền hộ các bạn. Đấy, ta ghi. Đấy, xời. Ta ghi. Mọi người rất là vui các bạn với số tiền là như hôm qua mình nói rõ trên video rồi. Với số tiền thì hàng tháng mình vẫn hỗ trợ mọi người ăn uống và tiền lương đủ rồi. 15.000 nữa thiếu người. Aki Avo. A tôi là Guadda Aki. Ui giời, đây. Rơi rồi, đỏ đây. Aki một người thiếu. Aki Avo, A tôi là Guadda. Ta đây, một người thiếu thì nhà bác lớn tuổi giữ hộ. Đây, mọi người đang đếm tiền này. Bây giờ về là năm nay là có cái lô en to rồi, có Giáng sinh to rồi, cũng như có cái Tết dương lịch to rồi. Anh bảo mọi người đếm xem có đủ hay không, không còn đâu đủ. Tu đủ hay công phim mà bình? Công phim mà bình, tu đủ công phim mà bình. Phát tu văn nụ, phát ta phát ta bào nụ. Đếm nhé. Hả? Phát ta cái. Ô ăn đi. Phát ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 phát tắc kinh lên rồi. 14.500 thiếu 500 ta bây. Ok. Đấy. Đến tiền. Ui giời. Không hạnh phúc gì bằng hạnh phúc lúc đếm tiền. À anh đến rồi. Mình đến rồi, mình chỉ thích đếm tiền. Ok. Rất là vui. Đây. Đến tiền rung tay ấy. Thì hàng tháng mọi người đều mỗi người được nhận. Ui giời, rung tay. Avo đếm tiền này. Bác ấy lớn tuổi các bạn. Thì mình muốn là hàng tháng rồi mỗi tháng là hỗ trợ một người bao gạo 25 kg cũng như 10.000 quan gia rồi. Thì mình muốn là đây là cái thành quả từ bán lương thực phẩm đấy các bạn. Thì mình muốn là thêm cho mọi người một chút nữa là thêm 5.000 nữa là tháng thứ 13 nổi trội hơn tất cả các tháng trong một năm. Thì có cái thành quả lao động đấy các bạn. Thì tất cả số lương thực phẩm đây mình đã trích ra từ quỹ hơn 500.000, 545.000 tiền quỹ hôm qua mình nói đấy. Thì mình đã trích ra, thì mình để vẫn còn dư hơn 100.000, thì mình để lại hôm sau
mình sẽ xem cái hoàn cảnh nào khó khăn, hoặc có thể là mình sẽ mua quà đến gửi đến các bác trường bán, thì cái đó thì hôm sau mình sẽ sắp xếp mình sẽ làm một video sau những bạn. Thì cái đinh là đủ nấu ấy, đinh đủ tiêu vụ oan tinh và đủ gia phân à, và đủ tia ra đinh đủ quan ra arrow công ai đinh đủ ad rồi khi đi gen này dắt tay cái kia xanh thì tự tản nhiều nấu ấy và đủ quát đà để bôi qua một cô một vòng được fan tôi được đi gen này. Mình đã nói mọi người rõ ràng rồi, vẫn còn dư một số tiền nữa thì hôm sau mình mua gì hay làm gì thì mình sẽ nói tất cả mọi người. Ai có cô mù tôi được đi gen này nó xem đi cô mù họ cảm nghĩ tí đã. Mình còn lẹ kìa. Sì, nosso Sao Paulo nos entregou um coso de arroz para trazer lá em casa para a família comer. Dia 24. Sì, sì. Tá bom. Sì. Eu senti muito alegre, dia 24, as mulheres com as famílias vão ficar alegres, comer bem, comprar óleo, sabão, fica bonito. Vai, tá pando na chan, é o cara que nhận lại đấy, mọi người rất là vui. Aí, một, mọi người như nói là Noel năm nay thì mọi người đã có nhận được phần quà như này đấy. Nhưng mọi năm thì không có, nói thật, mọi năm không có thì năm nay mình cũng như là vừa rồi bán được cái lương thực phẩm thì nhiều cũng số tiền đấy với mọi người rất là lớn các bạn, hơn 500.000 mọi người với người dân là lớn lắm, rất là lớn. Thì anh em mình mới để trích ra để mua quà gửi tặng mọi người đấy. Thì anh em mình tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm thì vừa rồi thì anh em mình đã gửi tặng rồi. Thì bây giờ còn mấy em làm việc của mình thì tiện là trên video đây thì mình cũng gửi tặng các em ấy luôn nha các bạn. Thì Dũng quay hộ để em Gabin đây nhận thưởng ngay. Đấy. Áo đây gặp bi không cắt ở nhà phết cây. Okay. Đi nhu. Đi nhu. Đây, tôi đuổi anh đi. Đây, đâu rồi? Đứng ở đây. Ui giời. Bên trên đây trên này cũng nhận thưởng đàng hoàng. Đấy, đây là ba em đồng hành cùng mình các bạn, cũng như em Mateo. Em Mateo thì có công việc buồn thì hiện tại em chưa thể đi làm được, thì có gì thì mình quà của em thì mình sẽ gửi tặng em sau các bạn. Còn ba em thì cũng nên nhận gạo thôi đấy, như mọi người đúng không, cắt ra nhà cái boy phết ta cũng đấy, để tiện thì mình trên video mình cũng gửi tặng các em ấy luôn các bạn đấy, cũng như số gạo đây cũng như tiền này thì đây nam boa festa amor. Isso. Obrigado. Dạ, đây là ba em đồng hành của mình các bạn, cứ số gạo đây với số tiền để quà thưởng Tết cho các em, cũng quà thưởng Noel, thì cái số này là số của mình cũng không trừ tiền của trong quỹ của nông nghiệp các bạn. Aki Arod cũng đi đủ Arod đấy, nó sửa cái ta bắt đổi. Aki Arod bao nụ cũng đi đủ bao nụ. Hả? Bao nụ no. Còn tại kia Arod cũng cái đi đủ vô số. Hả? Ta ơi. Đây. Ao là tôi đổi đây quát đã. Arod cũng đi đủ. Để bôi lên vào cara. Đúng không? Ao là vai con nha kì massa cũng phần cùng mail đi mai này Arod. Hả? Đang nói mọi người là cất gạo mới cất tiền đi để tí đưa về sau, cũng như bây giờ để cho mọi người đi nấu mì ý cũng như đùi gà của em nhận nệ gửi tặng để mọi người ăn trưa xong. Ôi bảo hộ bác ấy ăn trưa xong mọi người tí về đấy. Quát đang đây thì ba em thì bỏ lên xe tí mình trả về hộ nên mình cũng không vì cái em Mateo có chuyện buồn đấy các bạn, nên là năm nay mình cũng không tổ chức, không đưa các em đi ăn uống được. Đúng ha, tổng kết một năm mình cũng muốn đưa các em đi ăn uống cũng như là ngồi tâm sự với em một chút, nên là vì em Mateo có chuyện buồn thì tiện trên video thì mình cũng gửi quà các em luôn, để đây một tí mình trở về giúp các em đấy các bạn. Tiền các em cất rồi, đi đủ quát ở bên nhé. Đấy, đấy. Đi trời ngoan đấy, gạo ngoan đấy, cái gì đấy. Để đi nhận lễ thăm vịt gà đi thầy. Hả? Vịt gà ngăn ngỗng đi. Để anh bảo ngăn ngỗng đây. Chào đây, đang chào chị nệ này. Đây. Anh kim nệ. Đấy, nệ đây. Ôi. Nệ. Đấy.
Thấy chưa? Nhiều vậy, gà thì vịt. Vịt ngan này ngỗng. Sắp tới thì không, sắp tới anh về khả năng mua trứng đà điểu sang nuôi nữa. Thế không biết áp được. Đá lên nó vào ăn cả đi. Ê, trời ơi, ăn luôn. Ngan đi. À, ngan. Đây là ngan. Đây, bê thử béo. Chồng ăn cái đấy à? Hả? Chó ăn ngô như ăn hương dưỡng. Chó ăn ngô như là ê, tí ăn bột ngô kìa, để bụng ăn bột ngô kìa. Chán thật. Chó chán thật đấy. Hả? Ê, vịt gà các bạn. Đồ các bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây thì bột ngô rồi là cá rồi là đồ ăn thì còn vịt gà thì ngô hàng tháng nói chung là một tháng ở các nông trại đấy đã gọi là mở nông trại ra cũng như hướng đến nông trại giúp đỡ người dân thì anh em mình cũng đầu tư rất là nhiều cũng như kiểu hỗ trợ vì anh em mình thì có thu nhập từ kênh cũng như từ các bạn xem video của anh em mình nên anh em mình cũng những cái hỗ trợ mọi người ăn uống các thứ mới là chăn nuôi đầu tư con giống đầu tư đồ ăn cho các con giống thì để sau này có giúp người dân thì những cái đấy thì anh em mình đã trích ra từ quỹ thu nhập cá nhân của anh em mình nhưng anh em mình cũng không tính toán còn như vừa mình nói đấy thì cái tiền bán được cái lương thực phẩm cũng muốn để động viên mọi người vào cái dịp cuối năm thôi với người dân thì cái số tiền hàng tháng một bao gạo 25 kg 10.000 con gà với họ thì gọi chỉ đủ trang trải trong gia đình thôi thì qua cái tháng này thì mọi người mới là gọi là để dư dật để đón cái Giáng sinh cũng như đón cái Tết dương lịch ấm cúng cùng với vợ con các bạn đấy con ngỗng này ngỗng hết thiên nga cổ dài mà không thiên nga cổ đấy hả nhiều loại á con ngỗng này gần đẻ rồi đít sệ rồi này lên ngỗng này đấy đít sệ đấy đấy đít sệ đấy ê là con thiên nga anh cổ dài hả một hò một ngá ở ngá đây thiên nga anh kéo thả cái này ê đúng rồi tiền kêu khác ra xem bầu bí không có chứ. Anh xem là về mấy tháng sang thấy thay đổi không? Có anh thay đổi. Ui có bầu, quả bầu này nó dài gần bằng em. À, anh nó gần bằng anh nữa nè. Đây. Được. Ui, đẹp chưa? Hả? Đẹp. Đẹp không? Đi trong tranh đi. À tí hái quả về. Đẹp nha. Bữa mới vào đây, bữa anh mình mới vào mới xin mấy quả đây. Đưa vào số bà vào bản anh Đông này. Đâu? Vào đi thăm. Đây này. Đẹp thật. Em nhìn này. To này. Anh dài này. Anh Đông không đuổi mũ vào. Không, anh không. Anh đang nhuộm mới ra để Tết về cho nó đen. Cái này dài này. Để cho đen cho vợ nhìn thấy mới thương. Đấy, vất vả. Ui. To thì dài. Dài. Hả? Đẹp hơn. Như quả giả luôn này. Thật. Đây. Đẹp không? Đẹp. Đẹp như thật, quả thật như quả giả này. Ngồi đâu ấy? Trong mặt, mặt. Được. Văn hạnh. Hai bên à anh, bên bên này cũng có. Đây này, đây quả giống này. Thế này quả này dài bằng em này. Thân thôi. À không, để đứng chụp kiểu ảnh đăng Facebook. Quả này giống. Quả này không biết là bao nhiêu hột này. To nhỉ? Ừ, to chưa? Bận quá chưa hái lá bầu đi bán được này. Anh Đông anh đào rất là mát tay nha. Đợt trước dài nha. Dãy. Đợt trước cũng dài. Đợt này cũng dài. Đợt này cũng dài. Bên này còn bầu bí nữa này. Ngựa. Người được khúc mà trồng quả diễn dài này. Bù này. Bí đao đây này. Ui. Đây là bí ngô. Bí ngô. Bí dạ. Bí ngô. Chỗ em gọi là bù. Bù hả? À. Bù. Đây này. Đây quả bí này. Này. Đây này quả bim mà. Ui. Thế em gọi quả bim mà. Quả này á? Ừ. Quả bí. Bí dai. Bù dài. Đây này phải cây này. Đấy, cây que ở dưới này. Ê xè. Cái này là giống anh. Hả? Giống anh á? Không, to. Không, ý là để giống anh. À để giống. Ừ. Anh và em bảo giống anh. Đấy, bí đao này. Bí đao đây à? Bí đao đấy, bí đao đấy. Bí đao đấy, bí đao đấy. Bí đao đấy, bí đao đấy. Bí đao đấy, quả bí đấy. Dài không? Đây này, quả này em mà nhìn bao nhiêu phân? Quả bí. Đây. Thế anh coi không bím. Dài không? Dài ê. 2 này, 4 này, 6 này, 80 phân.
Cái này có phải ngày xưa mà hay luộc xong rồi chấm với mắm tôm các kiểu không? Quán này là bít đao, quán này nấu với xương. Nấu canh hầm xương. Ngày xưa ở quê là cỗ hay có bít đao nấu ấy. Nhưng mà giờ thì thay đổi bằng sơn hào hải vị gì thì không nhiều đấy. Bên đây có dàn đỏ nữa mà đã này. Hai dàn. Đưa Nhận Lệ đi. Nhưng mà thay đổi khác hẳn đấy anh. Ngô nếp đây. Em thấy mùi thơm giống ở đi ở cánh đồng Việt Nam mình không? Đúng rồi. Thơm mùi giống nhỉ? Cả đồng. Ôi giời ơi. Hả? Đẹp nhờ. Đi đâu? Đẹp. Quả thật 100% nhá. Đấy. Mình nghe chưa anh đâu. Ở nhà nào ví dụ làm video ô anh gắn đi à. Đấy các bạn, đêm nay đưa vào thực tế nhá. Okay. Không cần phải gắn nhá. Ok. Ok chưa? Ok. Đấy. Ở nhà này các bạn, ô để hái quả tí đưa về chưa nấu này. Bảo ơi, con dao đâu? Con tên phát cả không? Đây để em bè cho. Hả? Đem em bẻ cho nè. Không bẻ được đâu. Ôi gãy đi. Gãy. Tay sắc cá đi bi đuôi. À rất à. Hai quả về chưa các bạn. Anh em mình thì nhiều lắm các bác cũng bảo các bác được. Các bác đi ăn thì hái đưa về anh em mình cũng thế. Dài chưa? Nhiều chưa? Nhiều. Đây. Nay đừng về bảo được gắn đấy nhá. Em trêu thôi. Ừ. Anh biết em trêu mà. Ơ anh đang cây gì đây anh? Đây là cây giống Việt Nam mình, cây muồng rồi cây xoan đâu đủ các cây luôn. Là như cây cành giống, đấy hả? Không phải cây cảnh, cây vừa cây gỗ rồi cây đủ cái kiểu cây đó. Anh không biết phải tả thế nào cho em hiểu được. Nói chung nhiều loại lắm. Thấy chưa? Thực mục sử thị chưa? Bây giờ là ít đi rồi ấy nhỉ? Ừ, không nói hay rồi. Đợt trước em thấy anh xách mấy xô các kiểu về để ăn. Lần sang anh làm nhà này chưa? Hả? À, làm chưa nhở? Đang làm. Đang làm á? Đang làm. Đang làm. Đang làm. Đang làm. Đang ăn dưa. Ấy mấy giờ dành cho anh neo đây. Nhưng mà chưa thành hình hài như này. Hả? Bây giờ đẹp. Đẹp không? Đẹp. Ở trong nhà điều hòa nhiệt độ đàng hoàng. Ơ, à, cười. Đâu? Anh lắp điều hòa. Em vào xem mắt. Đấy, cô ta phải đang ngủ cô ta. Em rất thích tôm mà tí. Ok. Thích mà tôm mà tí. Đang muốn nói các bác đi chặn đùi gà cũng như mì ý là vừa Nhận Lệ tặng. Nấu ăn luôn tí với bác gạo đưa tiền về các bạn. Để nghỉ Noel. Đấy mọi người cất gà vào trong này. Không mát không? Mát. Không phải bởi vì thời tiết bên này vào trong nhà là mát. Mèo này. Mèo. Đẹp thật đấy. Đẹp không? Đẹp nhỉ. Mèo mèo. Màu trắng hình như chữa rồi. Thế các bác đã bảo ấy rồi. Không loại nhìn được rồi. Con này anh đưa từ nhà đi phải không? Ừ, không phải, con này anh xin. Anh xin ở trong bán cái... Đẹp nhờ, lông đẹp nhờ, lông mượt nhờ. Đẹp không? Mèo. Ô, từ đồ ăn. Đen nhờ. Chắc mắt đây thì xưa cả đi. Chào chị Lệ. Anh bảo cái anh này gọi con mèo đẹp cái đến này chào em. Chó mèo phải chơi với nhau ấy nhỉ. Thấy chưa? Cứ bảo ghét nhau với chó mèo này. Mèo anh nuôi là chó mèo này. Yêu thương nhau ấy. Yêu thương nhau nhỉ. À, Bảo ơi. Con mèo được cái này để tí đưa sang bản đi môn tuệ đi. Con mèo mướp này này. Ở đây ba con mèo cứ chữa rồi nữa. Để chia đi. Các bạn đi mỗi nơi một ít. Đấy, bóng này. Đây, mèo này. Bóng đen xì chưa? Đen tiền. Đen rau muống này. Đây. Bầu bí bên dưới kìa, ao dưa chuột này. Đẹp không? Đẹp. Sau mấy tháng về xăm thấy thay đổi nào? Kiểu gọi là sao ta? Cây cối là sùm hơn. Ôi này dù. Đúng không anh? Ừ. Đợt trước là cái chuối này thì nó làm gì mà như này. Ừ. À, bây giờ có giếng. Ừ, giếng nước này. Giếng nước. Giếng nước này để lấy nước bán là nước khoáng này. Nước khoáng ở thị trấn anh em mình hay uống, lấy ở trong giếng này. Ui, trong đi. Ừ. Nói gì đi. Trong chưa? Trong đi. Trong. Trong quán đi. Trong quán này. Ui. Này. Này. Ui, trong ra rửa tay này. Mát chưa? Đây lấy cái mát đấy. Rửa tay cho mát này. Vậy là vợ ơi rửa tay cho mát này. Rửa tay đi Nệ cho mát này. Chắc thật. Mát này. Mát. Ô, bí khối quả này bảo này. Ê, bí đến đầy quả này. Táo dai này, Nệ. Dạ. Táo này.
Ôi anh trồng cái táo luôn. Ừ, đã có hoa rồi đấy. À, ừ. Táo Việt Nam mình, táo ghép. Nhỏ nhỏ như này đúng không? Bí này. Anh trồng chỉ cần dây neo này một tí là ra quả luôn. Mát tay nhỉ. Đây. Ui, táo này có hoa đấy anh này. Hả? Táo ghép mà, ghép mát mà. Đây, bốn quanh đây táo. À, sang năm sang là có táo để ăn rồi. Ở đây luôn. Đây này, đây quả này. Ô, chưa có quả bảo. Hoa. Hoa. Mưa nhiều quá. Mưa nhiều hoa rụng. Bí này, bầu bí. Cà chua này. Ơ, cà chua này. Cà chua nhỏ, cà chua bi. Cà chua bi. Các bác ấy trồng. Trồng ăn trưa. Hết rồi, thu hoạch hết rồi. Quả bực, quả bí này dài, cũng to phết này bà ơi. Ừ, mấy nữa hái mua xương mà nấu cho mọi người ăn bí, bí nấu xương. Hơi bị ngọt đấy, húp ngọt. Bí nấu xương ngon. Canh bí. Bí đào nấu xương. Này, cà chua. Ăn thử xem. Rửa đi, ăn ngon mà. Không, em không cần rửa. Organic đấy, thực phẩm sạch đấy. Rất là organic. Anh đang trồng hai cái khế này. Cái chua. Nó chua mới dễ, giá trị cái ngọt là bình thường. Ngày mai Noel, hôm nay như vừa mình nói đấy, thì mọi người là nghỉ, hôm nay là để cho mọi người là nghỉ thôi, tí đưa gạo về thôi. Nấu ăn, nấu đùi gà cũng như Mỹ ăn xong là về. À, cô quan được cô mo sủ agabop cả già nữa ấy. Động viên tinh thần mọi người. Quà của Nhật Nệ này. Nấu ăn luôn, cần nóng giòn. Mọi người có buồn ngô rồi, anh nói mọi người bây giờ là nấu Mỹ ý, nấu đùi gà ăn xong là về luôn. Đào à? Ngâm, phải ngâm rửa sạch. Ý sủ tí mới nấu. Quando sago? Đem về rồi con mẹ ra quando sago. Gọi của anh Bảy Hoàng rất là xong. Ê, quát đà á. Quát đà. Rửa ngâm rửa qua tí. Hoàng nhạc cái đấy vào cho anh. Xong rồi là tí nó nở ra mà. Thịt gà sốt cà chua. Thịt gà sốt cà chua. Aki tomati. Thịt gà sốt cà chua các bạn. Nó nở ra nhiều lắm. Tí nó nở nhiều mà. Này nhiều lắm. 10 người đứng đây là 8 quái tha hồ. Anh cũng cay mắt à? Quen này. Cái đang ngâm rửa tí mì ý các bạn, tí mọi người nấu. Này mà ba xiên, anh đi xuống. Bố cao ô tụi ba xiên à? Ôi giời. Ôi. Ai thiếu vừa thiếu cái em tổ trưởng lần nhóm này các bạn, bây giờ mới đến này. À, ba nô rất là... Ok, à rốt cũng quá đà. Ba bố cao ba xiên à? À vô. Đinh nhà đủ đê nì hôn. Rất đà. Em tổ trưởng nhóm này vừa vắng mặt các bạn ạ, bây giờ mới đến để tiền bác lớn tuổi đã đưa rồi cũng như bao gạo á đinh đồ ven đề kì sinh non à công bi bin nụ quan tinh ban nụ giáp phan à đúng không ban nụ qua ban arod công kì bố có đủ đinh đồ obadese đây là fini nata cũng anu nô đấy nói rõ ràng cái em đấy các bạn, giờ em đến thì nói sau. Số tiền hôm trước bán được thực phẩm đấy thì để mua quà gửi tặng mọi người, cũng mỗi người một ít tiền để về đón Giáng sinh cũng như đón Tết dương lịch. Cúi à? Cúi à. Nói chắc à? Bạn đi ăn ngoài kia, không chơi bạn đấy. Sai. Thế phật à? Bạn này vô ý thức. Đâu anh vào cái gì? Hả? Thôi ra để mọi người đang đun nước này các bạn. Ui giời, chặt đùi gà rồi, đun nước chặt đùi gà rồi. Để mọi người nấu ăn các bạn thì ok nha các bạn. Để cũng như vừa trên đầu video anh em mình cũng nói thì, hôm qua cái phí số tiền là tổng mình vào làm video rồi bạn, tổng thu nhập số tiền bán tiền lương thực phẩm đấy thì mình vào hàng tháng, mình đã nói lại vào hàng tháng mình vẫn hỗ trợ mọi người rồi, thì mình muốn là cái phần với số tiền hàng tháng hỗ trợ thì với mọi người mình cảm thấy vẫn hơi ít đấy các bạn, cũng như một năm mọi người mới có cái lễ Giáng sinh cũng như có cái Tết dương lịch một lần, cũng như một năm mọi người đón năm mới thì mình muốn là cái số tiền bán lương thực phẩm thì mình đã mua quà Tết cũng như gửi tặng mọi người, gọi là tiền thưởng Tết mọi người. Vừa rồi thì mình anh em mình gửi tặng tất cả mọi người rồi thì ok nha bạn, thì bây giờ để mọi người chặt đùi gà cũng như mọi người nấu ăn trưa, ăn mì ý em Nệ vừa mới mua gửi tặng mọi người thùng mì ý cũng ít đùi gà các bạn, thì để mọi người nấu ăn xong thì tí mọi người sẽ đưa gạo như đưa tiền về để
ngày mai ngày 25 thì nghỉ ở nhà một hôm cũng đón Giáng sinh cùng gia đình, cũng như sắp tới thì Tết Dương lịch thì ok các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng ở đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa thì em xin muốn một chia sẻ lên cái kênh Đông Bằng Đồng Viên Đốc của chúng tại Châu Phi để ủng hộ anh em có thêm nhiều động lực dành nhiều hay, cũng giúp đỡ nhiều người khó khăn ở trên miền núi Châu Phi nha bạn. Chào các bạn. Ấy giờ để các bạn nấu ăn đâu, hay là ăn nữa thằng tí rồi về. Cốt ta pha đang ngủ, cốt đi nha. Ấy, đây là cà chua này, cà chua trong xe, tomati, cái áp đi á, đây, tomati này, đây cà chua hộp đấy, này, vay nào vào bên cốt ta pha đang ngủ. Cà chua hộp, không có cái mỡ. Không có, đáng ra phải của cái nắp. Không có, ở bên đây họ thế, thế mình. Với của cái nước nào sản xuất để anh đề nghị lại làm cái nắp mở mà ăn tomato chữ này như kiểu của chữ Tây Á hay chữ gì đấy, từ Tây Á em ạ, không phải, không phải chữ bên đây, đây này, chữ bên đây thì anh bảo rồi phải không? Ừ, chữ bên đây thì sẽ là nói là Made in Angola, đây là chữ của Tây Á này các bạn, người Tây Á hay là Nam Phi sản xuất đấy. Ui giời.